nuôi hươu sao hiện nay không những là một hoạt động giúp loài động vật quý hiếm này phát triển số lượng đàn mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Đặc điểm nhận biết của hươu sao là có hai hàng chấm trắng như những ngôi sao chạy song song từ vai đến hai bên thân màu vàng của hươu. Toàn thân màu vàng, phía bụng vàng nhạt hơn. Hươu sao có thân hình thon chắc, nhanh nhẹn, cổ dài, đầu nhẹ, tứ chi cao giúp hươu chạy nhanh hơn. Hiện nay, các sản phẩm từ hươu sao được coi là dược liệu quý, giúp tăng cường sức khỏe và chữa được nhiều bệnh. Do đó, hươu sao và các sản phẩm từ hươu sao đang trở nên ngày càng cần thiết và quan trọng đối với nhiều người tiêu dùng. Ngoài mang lại hiệu quả chăn nuôi cao, hươu sao còn là động vật ăn tạp, dễ nuôi và có sức đề kháng cao. Vì vậy, hươu sao đang là vật nuôi được bà con nông dân ở nhiều địa phương lựa chọn để phát triển kinh tế. Trong chương trình Hướng nghiệp nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và bà con quy trình và kỹ thuật nuôi hươu sao theo phương thức nuôi nhốt. Đây là phương thức giúp người nuôi dễ quản lý và chăm sóc vật nuôi, đạt hiệu quả cao, kính mời quý vị và bà con quan tâm theo dõi. Chuẩn bị chuồng trại. Để tiện cho việc nuôi hươu, mỗi khu trại chăn nuôi nên ở vị trí gần đồng cỏ để cung cấp đủ thức ăn thô xanh hàng ngày cho hươu. Trong điều kiện diện tích đất trồng không đủ thì phải có nguồn cỏ từ nơi khác để đảm bảo cung cấp đầy đủ cho hươu. Nhiệt độ thích hợp để hươu sao phát triển tốt là từ 18 đến 32 độ C. Nuôi hươu theo phương thức nuôi nhốt thì mọi địa hình đều có thể nuôi được. Chuồng nuôi hươu nên xây cách nhà ở ít nhất là 10 mét để tránh tiếng động cho hươu và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Chuồng trại phải xây dựng ở nơi cao ráo, thoáng mát. Hướng chuồng tốt nhất là xây dựng chuồng hướng nam hoặc đông nam để điều hòa được khí hậu của chuồng nuôi. Hươu sao nuôi vẫn có đặc tính sinh lý giống như hươu sao rừng là luôn muốn chạy về rừng. Vì vậy, khi thiết kế và xây dựng chuồng trại cho hươu, bà con cần lưu ý điều này. Chuồng trại cho hươu sao cần có độ bền vững, chắc chắn, không cho hươu thoát ra ngoài và đi mất. Mái chuồng hươu phải cao, thoáng mát, có độ nghiêng. Bà con có thể chống nóng bằng việc lót xốp hoặc rơm dạ lên mái chuồng. Bà con cần phân chuồng thành từng ô chuồng cho hươu ở các giai đoạn khác nhau để dễ quản lý và chăm sóc. Thiết kế như vậy cũng giúp bà con tiết kiệm được diện tích và nguyên liệu xây dựng. Diện tích một ô chuồng là khoảng 4 m². Hươu đẻ thì cần diện tích lớn hơn, khoảng từ 6 đến 8 m². Có điều kiện, bà con có thể xây diện tích ô chuồng lớn hơn vì càng rộng, chuồng càng thoáng mát. Khi đó, hươu sẽ phát triển tốt hơn. Mỗi ô chuồng nên có các lỗ thông hơi để cung cấp đủ ánh sáng và tạo sự thoáng mát cho hươu. Khung chuồng cho hươu sao cao 1m8 trở lên. Khung chuồng được làm bằng các thanh gỗ bản rộng, thanh nọ cách thanh kia 10cm đối với hươu con, cách nhau 13cm đối với hươu trưởng thành. Ngoài đóng bằng các thanh gỗ cách xa nhau, khung chuồng cũng có thể được làm bằng lưới mắt cáo để tạo sự thông thoáng. Chuồng cần có một cửa để tiện cho người nuôi ra vào vệ sinh và có một cửa để lùa hươu từ ngăn này sang ngăn kia một cách dễ dàng. Để nuôi hươu đạt hiệu quả cao, bà con khi chuẩn bị máng ăn, máng uống cần chú ý đến việc chọn nguyên liệu làm máng và bố trí máng ăn, máng uống một cách hợp lý. Cái máng ăn này, nhưng mà ấy cũng được. Đã. Cái máng ăn này là làm bằng cao su. Cái cao su này nó mềm và đặc tính của con hươu là nó hay đá và hay húc cái chậu. Vâng. Nên để coi như là cái chậu được bền thì làm cái chậu này bằng cao su. Và ta cắt cái chậu này từ đây xuống đến đây khoảng 8 đến 10 cm và để lại. Đây là khoảng 5 đến 6 cm trong lòng. Và ta luồn qua cái khe này vào đây. Sau dùng dây ta buộc chặt lại này để đảm bảo coi như là con hươu coi như là không phá được cái chậu, nó không đẩy cái chậu vào bên trong chuồng của nó. Bà con nên đặt máng ở vị trí ngang tầm với hươu để hươu dễ lấy thức ăn. Nhu cầu nước uống của hươu không lớn, chỉ khi nhiệt độ quá cao hoặc cung cấp cho hươu ăn nhiều thức ăn khô thì bà con mới cần bổ sung nước uống cho hươu.
Vì vậy, khi nào cho hươu uống nước, bà con mới để máng uống vào chuồng, không cần phải chuẩn bị máng uống cố định trong chuồng hươu. Đây là cái máng uống. Máng uống này là có thể là ta tận dụng bằng cái chậu nhuông. Cái chậu nhuông này ta đựng nước trong sạch để đảm bảo vệ sinh cho con hươu. Đặc tính của con hươu là nó uống nước sạch và uống xong là nó hay đá chậu đi. Cho nên là chậu là ta có thể là bê lên cho nó uống. Đấy. Ta có thể bê lên cho nó uống. Hoặc là coi như là để luồn vào cái khe này cho nó uống. Đấy. Nó uống xong là ta lại bê ra ngay. Đấy. Chứ không được để chậu ở trong này. Nếu để chậu vào trong này thì con hươu nó sẽ đá. Coi như là chậu, vỡ chậu và đến lúc mình lấy chậu ra cũng rất là khó. Chọn giống. Công tác chọn giống có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phát triển đàn và có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, hiệu quả chăn nuôi. Việc chọn giống cần áp dụng cả hai phương pháp là theo lý lịch và theo đặc điểm cá thể. Chọn giống hươu thì trước hết là ta nhìn tổng thể con hươu là phải cân đối, khỏe mạnh, mắt thì phải tinh nhanh và không có rỉ mắt. Đối với tai thì phải tinh nhanh và luôn dỏng lên. Đối với ngực của con hươu thì phải cân đối. Đối với lưng thì là phải thẳng và có cái bụng là phải thon như là bụng ngựa, không to quá và không nhép quá. Bốn chân thì phải đều và thon, không khuyết tật. Nếu theo lý lịch thì bố mẹ của hươu giống phải khỏe mạnh, đặc biệt hươu bố phải cho nhung có khối lượng lớn, ít nhất là từ 8 lạng trở lên. Thức ăn. Thức ăn cung cấp cho hươu phải cân đối dinh dưỡng, phù hợp với nhu cầu và khẩu vị của hươu. Thức ăn cho hươu được chia làm hai loại, thức ăn xanh và thức ăn tinh. Thức ăn thô xanh chủ yếu là cỏ. Ngoài ra, bà con có thể dùng các loại lá như mía, lá các cây có mủ, củ cà rốt, mít, ổi để làm thức ăn cho hươu. Nếu có điều kiện, bà con có thể nuôi bèo để cung cấp cho hươu ăn. Một số cây thức ăn như lá cây mía, cây cỏ voi trước khi cho ăn thì cần cắt ngắn chừng 5 đến 10 cm để hươu dễ ăn. Các thức ăn củ quả dùng làm thức ăn cho hươu như cà rốt hay mít, ổi thì đem thái lát, cắt mỏng làm nhỏ. Bà con chú ý, thức ăn xanh phải non, ngon và cần được rửa sạch rồi để ráo nước, tránh không để thức ăn quá ướt hoặc bị nhiễm nước bẩn. Bởi vì nếu bị lẫn quá nhiều nước, thức ăn có thể là nguồn gây bệnh cho hươu sao. Với mùa hè và mùa xuân thì hươu ăn những loại thức ăn này. Vậy đối với mùa đông không có thì bà con có thể thay thế bằng loại thức ăn gì được không ạ? Đối với mùa đông mà khi hiếm cỏ, hiếm lá cây, ta có thể tận dụng coi như là thức ăn khô. Thế đối với thức ăn khô thì là ta dùng cây đỗ lạc và cây đỗ tương. Lá chuối cũng khô, nó cũng tận dụng, nó cũng ăn được hết. Đấy. Thức ăn khô này thì mình bảo quản như thế nào? Đối với thức ăn khô này là ta phơi giòn, đấy, xong là đóng bao để thật kỹ, hoặc là ta đánh đống vào xong đó phủ rơm bên ngoài để đảm bảo không bị mốc. Có thể dự trữ được cho nhiều ăn? Có thể dự trữ cái lượng thức ăn này vài tháng. Vào mùa đông, cỏ kém phát triển. Chúng ta có thể dự trữ thức ăn khô cho hươu bằng các loại lá cây sẵn có. Sau đó, bà con đem phơi khô, cất vào trong các bao tải lớn. Khi cần, có thể lấy ra dùng. Thức ăn tinh thì ta dùng cám gạo hoặc là cái bột ngô. Cái ngô ta nghiền ra thành bột hoặc là cái ngô đó ta
ngâm cả hạt để từ sáng cho đến chiều thì ta cho nó ăn. Bà con cho hươu ăn thức ăn xanh đủ lượng tùy theo từng giai đoạn của hươu. Hươu trong giai đoạn cai sữa cần khoảng 8 kg. Hươu hậu bị, tức là hươu từ 5 đến 7 tháng tuổi, cần khoảng 12 kg. Hươu kiểm định, tức hươu từ 8 tháng đến 1 năm, cần khoảng 15 kg. Còn hươu cơ bản, tức là hươu từ 2 năm trở lên, cần khoảng từ 18 đến 22 kg thức ăn xanh. Bà con chú ý cho hươu ăn đúng cách, vì hươu chủ yếu hoạt động vào ban đêm, ban ngày hươu ăn ít mà dành thời gian nhai lại thức ăn vào ban đêm. Chiều tối và đêm, hươu ăn tới 60% tổng số lượng thức ăn của khẩu phần. Vì vậy, mỗi lần cho hươu ăn vào buổi sáng và buổi trưa, bà con không nên cho ăn nhiều. Đây là một đặc điểm hết sức quan trọng mà người chăn nuôi cần nắm biết. Khi cho hươu ăn thức ăn xanh, bà con nên cho ăn kết hợp nhiều loại thức ăn, không nên cho hươu ăn duy nhất một loại, vì như vậy khả năng sinh trưởng và phát triển của hươu sẽ bị hạn chế. Về thức ăn tinh thì ta cho ăn vào lúc 1 đến 2 giờ chiều. Bà con chú ý là đối với thức ăn tinh là không nên cho ăn vào các cái giờ khác, vì đặc tính của hươu nếu như ta cho ăn thức ăn tinh vào các cái giờ khác thì nó sẽ ăn thức ăn xanh kém đi, cho nên là ta phải cho ăn đúng giờ vào 1 đến 2 giờ chiều. Bà con chú ý là thức ăn tinh không được cho hươu ăn vào buổi sáng, vì như vậy sẽ làm cho hươu ăn ít thức ăn xanh và thức ăn củ quả. Bà con nên cho hươu ăn thức ăn tinh vào bữa ăn thứ 3 trong ngày, tức là từ 13 giờ đến 14 giờ. Lượng thức ăn tinh phụ thuộc vào từng giai đoạn của hươu sao. Đối với hươu trong giai đoạn cai sữa là khoảng 300 g. Hươu hậu bị, tức hươu từ 5 đến 8 tháng tuổi, khoảng 400 g. Hươu kiểm định từ 8 tháng đến 1 năm tuổi là 500 g. Hươu cơ bản từ 2 năm tuổi trở lên là 600 g. Hàng ngày, người chăn nuôi phải thường xuyên theo dõi phân của hươu. Nếu được cung cấp lượng thức ăn đầy đủ, phân của hươu có dạng viên bóng, cứng, hình bầu dục. Nếu khác với bình thường thì cần điều chỉnh lại thức ăn cho hợp lý. Ngoài thức ăn xanh và thức ăn tinh, thức ăn củ quả ra ta có thể bổ sung thêm cái lượng vitamin như là vitamin A, vitamin D và vitamin E để cho con hươu. Tại sao lại phải bổ sung thêm lượng vitamin này cho hươu ạ? Trong quá trình sinh trưởng của con hươu thì cái nhu cầu vitamin là rất cần thiết đối với việc sinh trưởng của con hươu. Chính vì thế là cái lượng vitamin A, D, E rất cần thiết cho quá trình phát triển cơ thể và phát triển nhung và quá trình sinh sản. Cho nên là ta phải bổ sung thêm cái lượng vitamin A, D, E cho con hươu. Ngoài ra, bà con cũng nên bổ sung từ 20 đến 30 gram muối mỗi ngày cho hươu để hươu sinh trưởng và phát triển tốt. Đây là cái ống để đựng muối. Đấy. Đây là cái ống để đựng muối này. Cái lượng muối ăn này là ta đựng vào đây và buộc vào cái thành chuồng để hươu mà cần cái lượng muối bổ sung thì tự nó khắc nếm. Tự nó khắc nếm vào đây nó bổ sung cái lượng muối cho nó. Hươu cần bao nhiêu kg muối ạ? Một con hươu một ngày đêm là cần từ 20 đến 30 gram muối. 2 đến 30 gram muối ạ? Vâng. Có thể là ta cho luôn vào thức ăn và có thể là ta dùng cái biện pháp như này để bổ sung hàng ngày. Bỏ muối vào đây và ta treo vào trong chuồng để này. Trong cái khung này thì ta phải thiết kế làm sao coi như là có cái khe như này và có độ vát như này để đảm bảo coi như là ép vào đây con hươu nó không đánh cái hộp này thụt vào bên trong được, đấy, làm đổ muối mất, nó ta buộc lại. Thank you.
chăm sóc. Để nuôi hươu đạt hiệu quả cao, ngoài yếu tố quyết định là giống thì vấn đề chăm sóc nuôi dưỡng tác động lớn đến chất lượng nhung và khả năng sinh sản. Vì vậy, bà con cần chú ý thực hiện công tác chăm sóc và nuôi dưỡng hươu sao thật tốt. Để giữ gìn vệ sinh nền chuồng, bà con nên rải một lớp chấu hoặc rơm rạ xuống nền chuồng. Chuồng nuôi hươu cái, nền chuồng thì cũng làm bằng xi măng. Chúng ta lót một lớp rơm hoặc là chấu để đảm bảo cho cái nền chuồng khô ráo và đảm bảo cho con hươu con lúc nào cũng sạch sẽ. Mùa động dục của hươu tập trung cao điểm vào các tháng 8, 9 và 10 trong năm. Như vậy, mùa sinh sản của hươu tập trung vào các tháng 3, 4 và 5. Lúc bấy giờ, khí hậu đã ấm, cỏ lá cũng bắt đầu sinh sôi và do đó hươu con được nuôi tốt, tỷ lệ nuôi sống cao hơn. Tuổi phối giống lần đầu là 24 tháng tuổi, tốt nhất là từ 3 đến 9 năm tuổi. Một đực giống nên ghép đôi từ 3 đến 4 con cái trên một năm. Thời gian phối giống cho hươu thường từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch hàng năm. Khoảng cách giữa các lần phối giống từ 10 đến 15 ngày. Thời gian mang thai của hươu là từ 220 đến 225 ngày. Trong thời gian hươu mang thai, cần bổ sung thêm muối, vitamin và chất khoáng cho hươu. Khi tiến hành nuôi hươu theo nuôi nhốt, bà con nên thường xuyên tắm rửa cho hươu. Trước khi tắm cho hươu, bà con phải tập làm quen với con vật để tạo cho vật nuôi phản xạ có điều kiện. Cần vuốt ve cho hươu đỡ sợ vì đặc tính của hươu rất nhút nhát, chỉ cần nghe có tiếng động hoặc thấy người lạ trong chuồng là hươu sẽ chạy loạn xạ. Khi hươu quen rồi, ta mới tiến hành tắm cho hươu. Thứ tự tắm trải từ đầu đến mông, từ trên xuống dưới, mỗi lần chỉ 5 đến 10 phút. Trong quá trình tắm trải, chú ý phát hiện một số ký sinh trùng như ve, ghẻ. Bà con nên dùng các biện pháp sau đối với ve, ghẻ. Bắt diệt liên tục bằng cơ học. Dùng Ivermectin, điều trị nội ngoại ký sinh trùng để tiêm. Liều lượng là 1ml trên 7kg trọng lượng hươu. Dùng các thuốc sát trùng ngoài da và khử trùng chuồng trại. Phòng và trị bệnh. Hươu sao mắc bệnh chủ yếu là do chế độ chăm sóc, quản lý chưa tốt, vệ sinh phòng bệnh kém, chế độ ăn uống không hợp lý. Hươu dễ mắc một số bệnh như bệnh chướng bụng đầy hơi, bệnh đi ngoài, bệnh đau mắt. Con hươu thường nó không có bệnh tật vì nó ăn sạch và uống sạch cho nên là ít khi mắc bệnh. Nhưng trong quá trình chăn nuôi, do mình lấy thức ăn là bị nhiễm thuốc sâu hoặc là quá trình hươu ăn phải thức ăn ôi thối, mốc cho nên là dễ bị sinh ra cái bệnh đầy hơi. Thì trong quá trình thấy hươu mà không ăn, bỏ ăn mà thấy hiện tượng cái bụng của nó trướng lên là hiện tượng coi như là đầy hơi. Nếu như mà ta quan sát cái phân của nó mà nó bị đi lỏng như là phân như là phân lợn thì đấy là hiện tượng coi như là hươu đã bị đi ỉa lỏng. Thì biện pháp để chúng ta dùng thuốc để chữa thì ta có thể chữa cái bệnh đầy hơi là dùng cái loại thuốc Morphirun để chữa bệnh đầy hơi. Cái thuốc này là ta ra cái hiệu thuốc Tây để ta mua cái loại thuốc Morphirun này. Cách cho hươu uống loại thuốc này như thế nào? Cách cho hươu uống cái này thì ta tách cái viên thuốc này ra và nhét vào cái miếng hoa quả. Cái miếng hoa quả này ta cắt coi như là cái miếng vừa phải cho hươu ăn thôi. Nhét vào giữa cái miếng hươu, miếng thức ăn để cho hươu ăn. Cách thứ hai là ta có thể trộn với những thức ăn tinh. Cách thứ ba là có thể là hòa với nước uống. Vệ sinh chuồng trại là một trong những phương pháp phòng bệnh hiệu quả cho hươu. Để phòng bệnh cho hươu thì bà con phải giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, phun nước trước khi quét dọn để tránh bụi và mắt hươu. Hàng ngày sau khi cho hươu ăn, bà con nên tiến hành quét dọn từng ô chuồng, loại bỏ thức ăn thừa, ôi thiu. Vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ.
Trong quá trình chăm sóc hươu sao, bà con cần chú ý thường xuyên theo dõi hươu để phát hiện và tìm cách xử lý kịp thời đối với hươu bị bệnh. Nhung sau 14 đến 15 tháng là có thể bắt đầu ra nhung. Trong thời gian hươu mọc nhung, bà con cần bổ sung thêm thức ăn tinh cho hươu. Mỗi con hươu cần khoảng 600 đến 800 gram thức ăn tinh một ngày. Thời gian cắt nhung là sau khi nhung mọc được 50 đến 55 ngày. Dụng cụ để cắt nhung là cưa sắc đã qua khử trùng. Trong khi tiến hành cắt nhung, cần phải có 4 đến 5 người trong việc hỗ trợ cùng bịt mắt hươu, giữ hươu và cắt nhung. Bà con chú ý, cần để thừa 1cm ở chân nhung để nhung tiếp tục mọc dễ dàng ở những lứa sau. Cắt xong, phải dùng thuốc cầm máu và thuốc sát trùng cho hươu. Hươu sau khi cắt nhung cần có chế độ chăm sóc tốt, giống như thời kỳ hươu mọc nhung. Hươu đực có thể cho nhung khoảng 25 năm. Khối lượng hai nhánh nhung hươu trung bình từ 5 đến 800 gram. Khi thấy hươu bắt đầu cho nhung có khối lượng thấp, chỉ được khoảng 200 đến 300 gram, thì bà con nên dừng khai thác. Nhung hươu này là của con năm thứ hai. Thứ hai tuổi thì nhung khoảng 2 lạng rưỡi đến 3 lạng. 2 lạng rưỡi, 3 lạng một cặp. Còn cái nhung như này ạ là hươu từ 4 tuổi trở lên. Trong quá trình mà ta chăm sóc tốt thì là một năm có thể là được hai lần. Còn nếu như mà ta chăm sóc mà không tốt thì có thể là chỉ được một lần thôi. Vậy nhung hươu sau khi cắt xong thì ta bảo quản như thế nào? Nhung hươu này trước đây không có tủ lạnh thì ta bảo quản khô, còn bây giờ thì có tủ lạnh rồi thì ta sẽ bảo quản bằng tủ giá. Điều kiện khởi nghiệp. Chỉ cần với một cặp đôi giống, bà con vẫn có thể bắt đầu với nghề nuôi hươu sao. Khi mua con giống, bà con có thể mua cặp giống ngay khi chúng được khoảng 3 tháng. Trong khi đó, hươu cái đồng thời sẽ sinh sản các lứa tiếp theo và hươu đực có thể cho nhung đến hơn 15 năm tuổi. Do đó, nếu tiến hành chăm sóc tốt, hươu sao sẽ mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi. Trên đây là quy trình chuẩn bị chuồng trại, chăm sóc và nuôi dưỡng hươu sao. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con. Chúc quý vị và bà con thành công! Chăn nuôi hươu của ông Nguyễn Văn Trịnh. Come on.